Còn bây giờ cho Thanh Tùng được giới thiệu đến với quý vị, đứng bên cạnh Thanh Tùng là đương kim hoa hậu áo dài Bắc Cali của năm 2010, cô Jessica Trần. Xin chào hoa hậu. Em xin chào anh Thanh Tùng và chào quý vị khán giả. Em là đương kim hoa hậu của Bắc Cali hiện nay. Em nhận xét như thế nào về hoa hậu Bích Liên trong thời gian gần đây? Dạ, em quen cô Bích Liên cũng gần được một năm rồi. Sau khi ngày đi thi hoa hậu áo dài, em đã được biết cô Bích Liên. Và em biết là cô Bích Liên có rất nhiều tiệm mỹ phẩm khác nhau. Và ngoài ra thì em có nói chuyện riêng với cô Bích Liên là she thường thường dùng những cái tiền mà của công ty ấy, những cái tiền mà lợi của công ty ấy để mà dùng, để mà quyên góp cho những người kém may mắn hơn ở Việt Nam, tại đây, cho những người mà giống như thường thường những vụ bão lụt á, she cũng có quyên góp hay là giúp những trẻ mồ côi bên Việt Nam. Cho nên em thấy ngoài có một cái tiệm mà có rất là successful trong cái ngành mỹ phẩm á, cô Bích Liên rất là có lòng tốt, biết giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. So em rất là kính nể cô. Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ.